có khả năng chỉ rõ chân như là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ thánh đế khổ là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, thánh đế tập diệt đạo là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bốn tịnh lự là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tám giải thoát là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ bốn niệm trụ là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp môn giải thoát không là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ mười địa Bồ Tát là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ năm loại mắt là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, sáu phép thần thông là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ mười lực Phật là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ pháp không quên mất là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, tánh luôn luôn xả là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ trí nhất thiết là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà La Ni là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả dự lưu là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian, quả Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả vị độc giác là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ tất cả hạnh đại Bồ Tát là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Có khả năng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là tướng chẳng thể nghĩ bàn của thế gian cho chư Phật. Này thiện hiện, do ý nghĩa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng chỉ rõ thật tướng thế gian cho chư Phật, nên gọi là mẹ của chư Phật.